và đồng thời người vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam để đi thi cuộc thi quốc tế với 11 quốc gia khác nhau tại Trung Quốc vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 1 năm 2020 năm sau ạ. Một phút nữa trôi qua rồi. Một phút 45 giây trôi qua và sự lựa chọn của anh Hưng là quốc gia Tanzania, quốc gia đến từ châu Phi. Sự lựa chọn tiếp theo của anh là Indonesia. Anh Hưng khá là quyết đoán cho những sự lựa chọn của mình. Trung Quốc là kết quả tiếp theo mà anh Hưng chọn. Kết quả tiếp theo anh Lân chọn là cho mình là đất nước Costa Rica. 2 phút 30 giây đã trôi qua rồi. Thời gian không đang không ủng hộ anh để mình có thể đạt được kết quả giống như bạn Thương Giang, nhưng mà biết đâu số phút của anh Lân sẽ nhiều hơn. Chỉ còn lại một kết quả thôi. 2 phút 22 giây là thời gian của anh Lân đã hoàn thành cuộc thi của mình ạ. Xin chúc mừng anh. Anh Lâm tiến về phía trước để mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Hy vọng là anh Lâm sẽ có đạt được những số cấp là 3/6 hoặc là 4/6, 5/6 gì đó, hoặc là 6/6 luôn. Anh xin mời anh ạ. Cấp đầu tiên sai rồi quý vị ạ. Xin chúc mừng anh. Sai rồi quý vị ạ. Sai rồi quý vị ạ. Còn 3 cúp cuối cùng, còn biết qua cúp đẹp xảy ra sau đây. Sai rồi quý vị ạ. Đáng tiếc. Sai rồi quý vị ạ. Cúp cuối cùng đã đúng rồi quý vị ạ. Cho anh Lâm một tràng vỗ tay được không ạ? Và cuối cùng các bạn cũng đang là 1/6 cúp ạ. Quốc gia anh Lâm chọn đúng là quốc gia Việt Nam. Anh Lâm ơi, mình có thể quay lại sân khấu với bút được không ạ? Anh cảm thấy như tin thi nào mà khi mà mình vừa hoàn thành xong cái mặt thi của mình à? Anh Lâm không nghĩ gì đó, mà anh Lâm chỉ vui thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thí sinh tiếp theo cũng sẽ là một bạn nữ quý vị ạ. Thí sinh mang